Peter Schiff giải thích vì sao nước Mỹ đang bước vào khủng hoảng tài chính tồi tệ. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá những cảnh báo sắc bén và đầy lo ngại từ Peter Schiff về lý do vì sao nước Mỹ đang tiến gần đến một cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề lạm phát hay một vài quyết định về lãi suất, đằng sau đó là một bức tranh đầy dãy rủi ro và những chính sách mà Peter tin rằng sẽ không chỉ đẩy nước Mỹ vào suy thoái mà còn khiến đồng đô la cùng nền kinh tế Mỹ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Peter Schiff được biết đến với biệt danh Dr. Doom, là nhà môi giới chứng khoán và bình luận viên tài chính người Mỹ, đồng sáng lập Echelon Wealth Partners tại Canada. Ông cũng có vai trò quan trọng tại các công ty tài chính khác như Euro-Pacific Asset Management và Schiff Gold. Schiff nổi tiếng với những chỉ trích gay gắt về hệ thống tín dụng và ngân hàng của Hoa Kỳ. Và lần này, ông mang đến cho chúng ta một lời cảnh báo không thể bỏ qua. Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi lãi suất tiếp tục leo thang nhưng Fed không thể ra tay cứu trợ như trước đây? Theo Peter, điều này không còn là giả thuyết nữa. Đây là thực tế mà Mỹ sắp phải đối mặt. Ông cảnh báo rằng đồng đô la, thứ mà lâu nay chúng ta coi là vua, có thể sẽ rơi vào vực thẳm. Và khi đó, người mất mát không chỉ là các tổ chức tài chính lớn, mà là từng khách hàng, từng người dân Mỹ. Điều gì sẽ xảy ra khi không còn có TARP hay không, khi những ngân hàng lớn phải phá sản mà không có cứu trợ? Và không chỉ dừng lại ở đó, Peter còn nhấn mạnh rằng lạm phát sẽ không thể quay về mức 2% như Fed vẫn hy vọng. Với mỗi gói kích thích mới, vấn đề sẽ càng tệ hơn. Đô la Mỹ có thể mất đi vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu, chấm dứt hành trình miễn phí của Mỹ trên thương trường thế giới. Nếu điều này xảy ra, mức sống của người Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hãy cùng đi sâu vào những phân tích của Peter Schiff. Liệu đây có phải là lời cảnh báo thật sự, hay chỉ là một kịch bản xấu nhất? Và nước Mỹ có thể làm gì để tránh rơi vào cuộc khủng hoảng không lối thoát? Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy bình luận "Tôi quan tâm" ngay bây giờ. Khi tôi thấy bình luận của bạn, tôi sẽ thả tim. Và nếu bạn muốn ủng hộ kênh, hãy nhấn like và đăng ký. Điều đó chỉ mất chưa đầy một giây và giúp ích rất nhiều cho kênh. Cảm ơn các bạn, chúng ta bắt đầu thôi nào. Dữ liệu mới nhất cho thấy nhu cầu vay thế chấp đang giảm mạnh. Chỉ số mua nhà đã giảm 8% so với tuần trước, sau khi giảm 3% trong tuần trước đó. Đáng chú ý, chỉ số tái cấp vốn cũng sụt giảm 9%, tiếp nối mức giảm 8% từ tuần trước, nguồn Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp Mỹ. Đà lao dốc trong cả hai chỉ số vay và tái cấp vốn đang tạo áp lực lớn lên nền kinh tế. Vừa qua, Wells Fargo, một trong những ngân hàng cho vay thế chấp hàng đầu, đã thông báo cắt giảm nhân sự đáng kể trong bộ phận cho vay nhà ở do nhu cầu tái cấp vốn ngày càng ít. Với lãi suất vay nhà hiện tại quá cao so với trước đây, người dân không còn cơ hội tái cấp vốn với mức lãi suất thấp hơn, khiến nhu cầu về dịch vụ này giảm mạnh. Trước đây, tái cấp vốn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, giúp các gia đình giảm bớt chi phí hàng tháng và có thêm tiền để chi tiêu. Lượng tiền chi tiêu này không chỉ góp phần vào GDP mà còn hỗ trợ việc làm trong nhiều ngành, từ bán lẻ đến dịch vụ. Chính nhờ vào đó, nền kinh tế Mỹ duy trì được tốc độ tăng trưởng dựa vào tiêu dùng. Tuy nhiên, với mức lãi suất hiện tại, phao cứu sinh này đã không còn khả thi và nền kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt khi người dân không còn nhiều tiền dư giả để chi tiêu cho các nhu cầu khác. Hầu hết mọi người giờ đây mắc kẹt với khoản vay của mình. Thậm chí, nhiều khoản vay sẽ còn tăng lên do vẫn còn những khoản vay có lãi suất điều chỉnh, khoảng 15-20% số khoản vay hiện tại. Nhiều người đã chọn mức cố định 5 năm, nhưng giờ đây, sau 5 năm, lãi suất bắt đầu tăng mạnh. Họ sẽ phải chi nhiều hơn để thanh toán vay nhà, đồng nghĩa với việc có ít tiền hơn để mua thực phẩm, xăng dầu và giá cả các nhu cầu này còn đang tăng cao. Kết quả là, người dân phải cắt giảm chi tiêu vào các mặt hàng không thiết yếu. Và đây là lý do tại sao các cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu đang gặp khó khăn. Những dấu hiệu về nền kinh tế yếu hơn đã hiện rõ. Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Kansas được dự báo ở mức 39 như một sự cải thiện, nhưng lại thấp hơn nhiều so với dự đoán cả, cho thấy nền kinh tế yếu hơn so với kỳ vọng. Điều này càng được khẳng định khi xem xét con số GDP gần đây. Một trong những yếu tố lớn nhất kéo GDP đi xuống là thâm hụt thương mại kỷ lục của Mỹ. Gần đây, chúng ta đã nhận được ước tính sơ bộ về thâm hụt thương mại hàng hóa trong tháng cuối của quý 3 và nó ảnh hưởng lớn đến con số cuối cùng. Con số này liên quan đến hàng hóa sản xuất, không tính các dịch vụ có thặng dư, vốn giúp giảm mức thâm hụt chung. Đây là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hóa mà khi tranh cử, Donald Trump từng nhấn mạnh cần làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại bằng cách tái thiết ngành công nghiệp sản xuất. Thay vì giảm, thâm hụt thương mại
đã tăng vọt từ 103,7 tỷ lên đến 125,3 tỷ đô la. Đây là một con số khủng khiếp chưa từng thấy trước đây. Điều đáng ngạc nhiên là thị trường lại phản ứng ngược lại, đồng đô la tăng giá thay vì giảm. Thông thường, khi một quốc gia có mức thâm hụt thương mại khủng khiếp như vậy, đồng tiền của quốc gia đó sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cách để xóa bỏ thâm hụt là khi đồng tiền mất giá, hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn và hàng xuất khẩu trở nên rẻ hơn đối với nước ngoài, giúp cân bằng lại cán cân thương mại. Nhưng Mỹ lại không chịu sự kỷ luật như các quốc gia khác vì sở hữu đồng tiền dự trữ toàn cầu. Vậy làm thế nào chúng ta có thể nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 125,3 tỷ đô la? Chúng ta đã trả bằng đô la, nhập hàng hóa và xuất khẩu đô la. Đô la chính là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, nhưng thực chất nó vô giá trị, chỉ được in từ không khí, không có giá trị thực. Những sản phẩm chúng ta nhận được thì có giá trị thật, cần nhà máy, máy móc, công nhân, đất đai và nguyên vật liệu để sản xuất ra. Vậy, tại sao các đối tác thương mại của Mỹ chấp nhận những đồng đô la vô giá trị này? Với lượng đô la trị giá 125,3 tỷ đô la vừa nhận được, thế giới sẽ làm gì? Chúng ta biết rõ những gì mình sẽ làm với những món hàng vừa mua về, tận hưởng, sử dụng chúng để nâng cao cuộc sống. Còn thế giới chỉ giữ lại đống tiền giấy đó, tiếp tục mua nhiều đô la hơn nữa, nhưng càng mua thì giá trị của nó càng giảm. Cuối cùng, đồng đô la cũng sẽ phải sụp đổ. Hiện tại, giá trị đồng đô la đang hưởng lợi từ dòng vốn an toàn chạy khỏi châu Âu và Nhật Bản, nhưng đây là một bong bóng khổng lồ và chỉ có thể kết thúc bằng thảm họa. Khi bong bóng vỡ, đồng đô la sẽ sụp đổ một cách ngoạn mục. Còn về lãi suất, IMF đã khuyến cáo rằng lãi suất nên cao hơn mức lạm phát ít nhất 1%, nhưng tôi nghĩ cần cao hơn thế vì 1% chẳng đủ để mang lại lợi nhuận hợp lý. Lãi suất danh nghĩa của Mỹ hiện cao hơn châu Âu và Nhật Bản, nhưng lãi suất thực tế lại thấp hơn vì lạm phát cao hơn. Dù không chính thức, lạm phát thực sự còn cao hơn nhiều. Khi lãi suất thế chấp tăng lên khoảng 5%, mặc dù vẫn thấp theo tiêu chuẩn lịch sử, nhưng trong những năm gần đây, lãi suất này chỉ dưới 4%. Giá nhà đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và khả năng mua nhà đạt mức thấp kỷ lục trước khi lãi suất tăng lên. Điều duy nhất khiến giá nhà cao ngất còn tạm thời khả thi là nhờ vào lãi suất thấp. Nhưng nếu lãi suất thế chấp quay về mức 7-8% như trước khủng hoảng tài chính 2008, giá nhà phải giảm xuống vì người dân không còn đủ khả năng mua nhà. Dù vậy, chi phí xây dựng nhà mới lại leo thang do lạm phát nên sẽ không có thêm nhà mới. Muốn mua nhà, mọi người chỉ còn cách mua nhà đã có sẵn. Nhưng nếu không có tiền, giá nhà buộc phải giảm xuống. Thị trường bất động sản có thể sẽ chuyển sang hình thức thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt, vì có lẽ nhiều người không còn đủ điều kiện vay thế chấp. Vậy lãi suất nào sẽ là điểm bùng phát khi Fed tăng lên để thực sự khiến thị trường và nền kinh tế suy giảm? Thực ra, chúng ta đã ở đó, chỉ là chưa sụp đổ hoàn toàn. Thị trường trái phiếu đã vỡ trận, và nếu nhìn lại năm 2018, giai đoạn cuối năm là lúc thị trường bắt đầu lung lay. Lúc đó, Fed đã tăng lãi suất lên khoảng 2,25% và buộc phải dừng lại. Sau đó, phải ngừng thắt chặt tiền tệ và cuối cùng quay về mức lãi suất bằng không vào tháng 3 năm 2020, lấy cớ dịch bệnh. Tuy nhiên lần này, điểm bùng phát có thể thấp hơn nhiều so với năm 2018 bởi vì mức độ bùng phát phụ thuộc vào lượng nợ hiện có. Nợ càng lớn, ảnh hưởng của việc tăng lãi suất càng mạnh và chỉ cần mức tăng nhỏ cũng đủ để tạo ra tác động lớn. Hiện nay, vì mức nợ cao hơn nhiều so với trước đại dịch, nên kinh tế trở nên lệ thuộc vào nguồn tiền rẻ. Khi tiền không còn rẻ, sự sụp đổ sẽ đến nhanh hơn, giống như việc nghiện thuốc. Càng lệ thuộc thì việc cắt giảm càng dễ dẫn đến hội chứng cai nghiện. Nếu lãi suất tăng thêm 150 điểm cơ bản, tương đương 1,5%, điều đó có thể sẽ là cú đánh quyết định. Điều duy nhất đang hỗ trợ thị trường bất động sản thương mại là tiền rẻ, bởi nguồn thu từ cho thuê không còn như trước và nhiều người đang làm việc từ xa. Ngành bất động sản thương mại có thể bị ảnh hưởng nặng nề, và ngành bán lẻ cũng vậy vì người dân không còn khả năng mua sắm như trước. Đồng đô la mất giá sẽ khiến việc mua sắm tại Walmart trở nên đắt đỏ như mua sắm tại các cửa hàng cao cấp. Hơn nữa, ngay cả khi mọi người vẫn mua sắm, họ thường chọn mua trực tuyến qua Amazon hay các nhà bán lẻ trực tuyến khác, khiến các trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ gặp khó khăn. Điều này cũng đặt ra mối đe dọa lớn cho các ngân hàng đã cho vay để sở hữu những bất động sản thương mại này, vì các chủ sở hữu có thể không thể trả nợ và sẽ dẫn đến vỡ nợ. Trong khi đó, những loại bất động sản có khả năng tăng giá trị lại là đất nông nghiệp hoặc những khu vực có tài nguyên thiên nhiên để khai thác hoặc canh tác. Các khu đất ở vùng ngoại ô cũng có thể tăng giá trị
khi người dân rời bỏ các thành phố lớn đầy tệ nạn và thuế cao, không còn phải làm việc tại văn phòng nữa nhờ vào xu hướng làm việc từ xa. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt rõ rệt giữa bất động sản tại thành phố và bất động sản ở các vùng ngoại ô hay nông thôn. Quan điểm của thị trường về lạm phát và chính sách của Fed. Hiện tại, thị trường vẫn đang ở trong mắt bão và vẫn tin rằng Fed sẽ kiểm soát được lạm phát. Thị trường cho rằng đợt lạm phát gia tăng mạnh mẽ này chỉ là tạm thời, dù có thể kéo dài hơn dự kiến. Niềm tin vào khả năng giữ lạm phát ở mức khoảng 2% hoặc thấp hơn trong 30 năm tới vẫn còn khá vững, được thể hiện qua lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Khi xem xét khoảng cách giữa trái phiếu bảo vệ lạm phát TIPS và trái phiếu chính phủ thường, thị trường vẫn kỳ vọng rằng lạm phát sẽ duy trì ở mức thấp, bất chấp mức thâm hụt khổng lồ hiện tại. Thị trường nghĩ rằng Fed có thể tiếp tục in tiền và thực hiện các chính sách nới lỏng định lượng mãi mãi mà không dẫn đến lạm phát cao hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là một ảo tưởng. Thị trường sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với thực tế rằng Fed sẽ thua trong cuộc chiến chống lạm phát. Fed có thể chỉ đang giả vờ đấu tranh, nhưng thực tế không dám đối mặt với lạm phát vì e ngại những hậu quả chính trị ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế, việc làm và thâm hụt ngân sách quốc gia. Nếu Fed thực sự chống lại lạm phát, chính phủ Mỹ sẽ phải cắt giảm mạnh các khoản chi tiêu, bao gồm trả chi tiêu cho an sinh xã hội, Medicare và nhiều chương trình khác. Để tránh cho các chính trị gia khỏi phải đưa ra những quyết định khó khăn này, nhiều khả năng Fed sẽ không thực hiện cam kết của mình. Kết quả là Fed sẽ quay lại với chính sách nới lỏng định lượng và tiếp tục giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát vẫn cao. Lạm phát không biến mất, sự thật cay đắng. Khi thị trường nhận ra rằng lạm phát không hề biến mất, kể cả trong trường hợp suy thoái kinh tế, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhiều người nghĩ rằng nếu Fed không thể thắng trong cuộc chiến chống lạm phát, thì suy thoái sẽ làm điều đó, vì Fed sẽ tăng lãi suất đủ cao để gây ra suy thoái và suy thoái sẽ chấm dứt lạm phát. Nhưng thực tế sẽ ngược lại. Suy thoái sẽ chỉ làm lạm phát tồi tệ hơn. Khi suy thoái xảy ra, sản lượng kinh tế giảm, nhưng lượng tiền in ra sẽ còn tăng lên. Đến lúc thị trường nhận ra mức lạm phát sẽ cao đến mức nào, sẽ có làn sóng đổ xô vào vàng và bạc chưa từng thấy trước đây. Giá cả sẽ bùng nổ theo hướng tăng chứ không giảm. Joe Biden đã không hiểu rõ tình hình kinh tế Mỹ. Ông không thể tự hào chỉ vì một tháng không có thêm tăng giá cao hơn. Giá không hề giảm, chỉ là không tăng thêm. Người dân đã phải vật lộn với giá cả cao và tình hình không cải thiện chút nào. Lẽ ra giá cả phải giảm xuống, nhưng thực tế thì chúng không giảm. Giá xăng có giảm, nhưng các mặt hàng khác như thực phẩm và tiền thuê nhà vẫn tăng. Vấn đề lạm phát này sẽ còn kéo dài trong nhiều năm, có lẽ đến hết thập kỷ này và thậm chí còn lâu hơn. Dự đoán suy thoái và lạm phát dai dẳng. Chúng ta đang ở trong một cuộc suy thoái đặc biệt mà không ai muốn thừa nhận. Nhưng giống như những năm 1970 khi có tình trạng đình trệ lạm phát. Dự báo của tôi là tình trạng này sẽ còn tồi tệ hơn. Tôi từng dự đoán rằng nền kinh tế sẽ suy thoái trong nửa đầu năm 2022 và rất ít người đồng ý. Tôi cũng đã dự đoán rằng lạm phát không phải chỉ là tạm thời, rằng nó sẽ còn mạnh mẽ hơn khi nền kinh tế suy yếu và điều này đã xảy ra đúng như vậy. Tôi tin rằng khi cuộc suy thoái hiện tại càng tệ đi, lạm phát sẽ càng tăng tốc vì Fed cuối cùng sẽ phải đổi hướng và từ bỏ cuộc chiến chống lạm phát để chuyển sang đối phó với suy thoái kinh tế và thất nghiệp gia tăng, thậm chí là một cuộc khủng hoảng tài chính. Dù cuộc khủng hoảng đã diễn ra hoặc đang đến gần, tôi tin rằng Fed sẽ chọn đối đầu với suy thoái và hỗ trợ thị trường tài chính, cũng như làm nhẹ gánh nợ của chính phủ để Bộ Tài chính không phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Điều này khác xa so với chính sách của Volcker vào năm 1982, khi ông chuyển hướng sau khi thắng lợi trong cuộc chiến chống lạm phát. Trong khi đó, Powell sẽ phải quay lại nới lỏng chính sách mà không chiến thắng được lạm phát. Thực tế, lạm phát sẽ thắng thế. Khi chúng ta trở về mức lãi suất 0% và khởi động chương trình QE lần thứ 5, Fed sẽ gặp khó khăn trong việc giảm khối lượng nợ của mình do đã tạo ra bong bóng tài chính khổng lồ. Lần này, khi quay lại nới lỏng kinh tế, trong lúc lạm phát đã gấp nhiều lần mục tiêu 2%, thị trường sẽ phản ứng khác hẳn, không còn tin vào các lý do Fed từng đưa ra để in thêm tiền. Fed sẽ phải tạo ra một lượng lạm phát đáng kể để kích thích kinh tế thoát khỏi suy thoái, và điều đó sẽ đẩy lạm phát lên mức kỷ lục. Đó là lý do Powell sẽ như đổ thêm dầu vào bùi nhùi lạm phát. Lạm phát sẽ tiếp tục leo thang lên một mức rất cao, dù hiện đã ở mức báo động. Thực tế, lạm phát có thể gấp đôi con số mà chính phủ công bố trong chỉ số CPI. Nếu muốn biết mức giá thực sự, bạn chỉ cần nhân đôi con số chính phủ cung cấp.
sự thật về tỷ lệ tham gia lao động và thực trạng việc làm tháng vừa qua, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã giảm xuống còn 62,1%, mức thấp nhất trong năm. Trong 4 tháng qua, dù số lượng việc làm được tạo ra liên tục, số người thực sự tham gia lực lượng lao động lại giảm. Điều này có nghĩa là những việc làm mới hầu hết là do những người đã có việc đi làm thêm một công việc khác. Dù Tổng thống Biden từng tuyên bố rằng số lượng người lao động đạt kỷ lục, điều này không đúng. Kỷ lục về số lượng người lao động thực sự là trước đại dịch. Dù đã khôi phục số lượng công việc đã mất, điều này chỉ là do một số người làm nhiều công việc cùng lúc, còn lực lượng lao động thực sự chưa hồi phục hoàn toàn. Chúng ta vẫn thiếu một lượng lớn lao động so với trước đại dịch. Không thể có hạ cánh mềm khi lạm phát do tiền tệ tạo ra một hạ cánh mềm. Có nghĩa là tránh được suy thoái, nhưng chúng ta đã rơi vào suy thoái hoặc hạ cánh cứng. Các nhà kinh tế theo trường phái Keynesian tin rằng lạm phát là do tăng trưởng kinh tế hoặc do có quá nhiều người có việc làm. Và nếu không đủ người thất nghiệp, lạm phát sẽ tăng lên. Đây là một lý thuyết vô lý. Lạm phát không đến từ khu vực tư nhân, cũng không do tăng trưởng hoặc việc làm. Những người duy nhất tạo ra lạm phát chính là các nhân viên của Fed, những người kiểm soát in ấn tiền tệ, và họ làm điều này để giúp chính phủ dễ dàng thanh toán các khoản nợ. Fed in tiền để mua trái phiếu chính phủ, và lượng tiền này đi vào nền kinh tế, gây ra lạm phát, không liên quan gì đến tăng trưởng hay việc làm. Trong một nền kinh tế thực sự mạnh mẽ, khi tăng trưởng kinh tế diễn ra, giá cả sẽ giảm xuống. Tăng trưởng kinh tế nghĩa là có nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn được sản xuất. Khi nguồn cung tăng, giá sẽ giảm. Khi nhiều người được tuyển dụng và lao động sản xuất hiệu quả, nguồn cung hàng hóa và dịch vụ sẽ gia tăng, giúp giữ giá cả ở mức thấp. Ngược lại, khi tăng trưởng kinh tế giảm hoặc lực lượng lao động bị thu hẹp, nguồn cung sẽ thiếu hụt, chúng ta sẽ sản xuất ít hơn và cung cấp ít dịch vụ hơn, dẫn đến giá hàng hóa và dịch vụ nếu không có yếu tố khác tác động sẽ tăng lên. Cung tạo ra cầu. Khi con người sản xuất hàng hóa và dịch vụ, họ có thể chia sẻ thành quả từ sản xuất đó. Những người lao động kiếm được tiền từ việc giúp sản xuất ra sản phẩm và sau đó chi tiêu để mua những thứ họ đã góp phần tạo ra. Đây là loại cầu có gốc rễ từ sản xuất thực tế. Tuy nhiên, loại cầu duy nhất khiến giá tăng mà không có sản xuất là khi chính phủ chỉ in tiền và đưa vào tay người dân, những người này không kiếm tiền thông qua lao động sản xuất. Đây chính là điều xảy ra trong đại dịch COVID. Nhiều người từng đi làm và đóng góp vào sản xuất đã về nhà, ngừng làm việc, nhưng vẫn nhận tiền từ chính phủ. Không phải vì họ làm việc, mà là được trả tiền để không làm việc. Tệ hơn nữa, nhiều người còn nhận mức trợ cấp cao hơn gấp 2-3 lần thu nhập bình thường. Kết quả là, những người không sản xuất lại có nhiều tiền để tiêu, trong khi lượng hàng hóa và dịch vụ không tăng, điều này đẩy giá lên cao. Phản ứng sai lầm của chính sách tiền tệ và tài khoá. Phản ứng chính sách tiền tệ phù hợp trong đại dịch lẽ ra phải là thu hẹp nguồn cung tiền, nhưng Fed lại mở rộng nó. Chính phủ Mỹ lẽ ra nên cắt giảm chi tiêu thay vì gia tăng. Điều đó có thể cân bằng cung và cầu, nhưng thay vào đó, chúng ta đối mặt với sự kết hợp sai lầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử chính sách tài chính và tiền tệ của nước Mỹ. Khi nguồn cung sụp đổ, nền kinh tế lại bị lấp đầy bởi nhu cầu giả tạo, dẫn đến tình trạng chúng ta đang trải qua bây giờ. Lạm phát hiện tại chỉ là khởi đầu của những hệ quả lâu dài, và ý tưởng cho rằng lạm phát đã đạt đỉnh là vô lý, hiệu ứng ngược của các đạo luật chính phủ. Theo truyền thống, khi chính phủ ban hành một đạo luật với tên gọi tích cực, hiệu ứng thường trái ngược. Ví dụ, nếu gọi là đạo luật giảm lạm phát, bạn có thể đoán rằng nó sẽ làm tăng lạm phát. Thực tế, việc này dẫn đến chi tiêu mới từ chính phủ, tạo ra thêm cầu giả tạo. Chính phủ sẽ lấy đâu ra tiền? Không phải từ các đợt tăng thuế, mà cuối cùng sẽ từ Fed in thêm tiền để thanh toán nợ. Ngay cả khi Fed không in thêm tiền và chính phủ phải tìm người mua trái phiếu tư nhân, việc này sẽ làm giảm đầu tư tư nhân, vì khu vực tư nhân sẽ thiếu vốn để đầu tư vào cải tiến năng suất và công nghệ. Điều này cũng khiến giá cả tăng cao. Tăng thuế doanh nghiệp và sự gia tăng chi phí. Khi thuế doanh nghiệp tăng, đầu tư giảm. Doanh nghiệp sẽ ít có nguồn lực để mở rộng nhà máy và cung cấp thêm sản phẩm, tạo áp lực lên giá cả. Điều cần thiết để giảm lạm phát là cắt giảm chi tiêu của chính phủ, nhưng chính phủ lại làm ngược lại. Thay vì giúp dập tắt đám cháy lạm phát, họ lại đổ thêm xăng vào. Chính phủ làm cho mọi thứ đắt đỏ hơn, trong khi thị trường tự do mới là yếu tố làm giá giảm. Nếu muốn giảm áp lực giá cả, chúng ta cần rút bớt vai trò của chính phủ và trao cơ hội cho thị trường tự do điều hành. Lãi suất thấp và tương lai của chính sách tiền tệ. Fed có thể sẽ phải giảm lãi suất trước cuối năm, nhưng không phải vì họ đã chiến thắng được lạm phát,
mà là vì nền kinh tế đang chìm trong một suy thoái nghiêm trọng hơn nhiều so với hiện tại. Cuộc suy thoái này sẽ tiếp tục tồi tệ và áp lực chính trị từ thất nghiệp cùng suy thoái sẽ khiến Fed chuyển hướng, tập trung vào giải quyết suy thoái thay vì lạm phát. Tuy nhiên, vấn đề lạm phát sẽ không biến mất, mà chỉ là vấn đề kinh tế suy thoái sẽ trở nên cấp bách hơn trong con mắt của Fed. Điều đang ảnh hưởng đến thị trường là quan niệm rằng tin xấu về kinh tế lại là tin tốt cho thị trường, vì nó báo hiệu rằng Fed sẽ sớm chuyển hướng. Và khi Fed chuẩn bị chuyển sang chính sách kích thích, họ có thể ngừng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến nếu không có những thông tin kinh tế xấu. Hiểu sai về tác động của suy thoái đối với lạm phát, nhiều nhà kinh tế Keynesian vẫn cho rằng tin xấu về kinh tế là tin tốt cho lạm phát, rằng suy thoái sẽ giúp lạm phát suy yếu. Nhưng thực tế, suy thoái sẽ khiến lạm phát mạnh mẽ hơn, nhất là khi Fed và chính phủ đáp lại suy thoái bằng các biện pháp kích thích kinh tế. Các gói kích thích này thực chất chỉ làm gia tăng lạm phát, nghĩa là họ sẽ tạo thêm lạm phát trong khi lạm phát đã quá cao. Kết quả là vấn đề sẽ lớn hơn nhiều so với những gì thị trường hiện đang nhận thức được. Thị trường suy giảm và những tác động từ lạm phát. Tôi vẫn cho rằng đây là thị trường con gấu toàn diện, rằng việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục tạo ra sức ép lớn lên thị trường và lạm phát cũng sẽ gây hại cho nhiều công ty không đủ sức đối phó. Rất nhiều nhu cầu mua sắm đối với các sản phẩm không thiết yếu sẽ bị hủy bỏ khi người dân phải dành phần lớn thu nhập cho các chi phí thiết yếu như thực phẩm, năng lượng, bảo hiểm, thuê nhà và thuế, khủng hoảng tài chính mới, khác biệt so với 2008. Cuộc khủng hoảng tài chính lần này sẽ khác hẳn so với năm 2008, vì Fed sẽ không cho phép tình trạng đó lặp lại, và đây là lý do khiến tôi tin rằng Powell sẽ phải chuyển hướng chính sách. Nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất, chúng ta sẽ đối diện với một cuộc khủng hoảng tài chính giống như năm 2008 nhưng nghiêm trọng hơn nhiều. Cuộc khủng hoảng 2008 xoay quanh các khoản nợ xấu khi mọi người vay tiền nhưng không thể trả nợ, và tài sản chấp cho các khoản vay đó là bất động sản cũng mất giá. Hiện nay, chúng ta có nhiều khoản nợ hơn rất nhiều so với 2008. Thực tế là ở mức rất lớn, mọi người đều gánh nhiều nợ hơn so với trước đây. Các ngân hàng lớn và khủng hoảng không có cứu trợ. Hiện tại, các ngân hàng lớn hơn nhiều so với trước, và khi sụp đổ, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, với lạm phát đang quá cao và Fed đang tập trung kiềm chế lạm phát, sẽ không còn cứu trợ nào dành cho họ, sẽ không có TARP 2.0. Tất cả các ngân hàng này sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản, và điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ cổ đông hoặc chủ sở hữu trái phiếu chịu thiệt, mà cả khách hàng cũng sẽ mất tiền. Quỹ bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC không có đủ tiền để bảo vệ tất cả các khoản tiền gửi, trừ khi nhận được từ Fed. Và Fed sẽ không thể cung cấp tiền khi đang tập trung vào việc rút bớt tiền ra khỏi nền kinh tế để kiềm chế lạm phát, khủng hoảng nợ quốc gia và sụp giá đồng đô la. Tôi tin rằng Fed sẽ phải chuyển hướng để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính lớn, nhưng điều đó sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nợ quốc gia và khủng hoảng đồng đô la. Khi đồng đô la mất giá, không chỉ những người sở hữu các khoản thế chấp chất lượng thấp sẽ mất tiền, mà cả những ai đang giữ trái phiếu chính phủ Mỹ hoặc bất kỳ trái phiếu nào tính bằng đô la Mỹ, thậm chí cả những người đang giữ đô la Mỹ tại nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại, đô la đã tăng giá trong giai đoạn đầu của lạm phát lớn, vì các nhà đầu tư vẫn ảo tưởng rằng Fed có khả năng kiểm soát lạm phát và đưa nó trở lại mức 2%. Nhưng khi họ nhận ra thực tế rằng lạm phát sẽ vượt mức 2% một cách lâu dài, giá trị đồng đô la sẽ rơi xuống thấp nhất. Khi đó, vàng và bạc sẽ tăng giá mạnh mẽ. Hãy nhớ rằng năm 1971, Mỹ đã phá vỡ cam kết của mình khi Nixon đưa chúng ta ra khỏi bản vị vàng. Trước đó, nếu bạn sở hữu giấy bạc của Fed và là ngân hàng trung ương nước ngoài, bạn có quyền đổi lấy vàng của chính phủ Mỹ. Mỗi 35 đô la Mỹ được hứa hẹn đổi lấy 1 ounce vàng. Sự sụp đổ của đồng đô la so với vàng. Trước khi rời khỏi bản vị vàng, Mỹ đã vài lần hạ giá trị đô la, nhưng điều đó vẫn không đủ. Nixon cuối cùng tuyên bố Mỹ sẽ không còn trả vàng cho những khoản nợ quốc tế, một dạng phá sản chính thức. Kết quả là giá vàng tăng từ 35 đô la một ounce lên tới 850 đô la một ounce. Những ai từng nghĩ họ có thể đổi được một lượng vàng nhất định, cuối cùng chỉ nhận được một phần nhỏ, vì giá trị của đồng đô la đã sụp đổ so với vàng khi Mỹ phá vỡ lời hứa của mình. Kết thúc thời kỳ đô la làm đồng tiền dự trữ và ảnh hưởng lên kinh tế Mỹ. Tôi tin rằng đồng đô la Mỹ sẽ mất vị thế là đồng tiền dự trữ toàn cầu, và đây sẽ là một thay đổi lớn đối với nền kinh tế Mỹ. Mỹ lâu nay đã tận dụng được ưu thế trao đổi giấy bạc của mình, đô la Mỹ, để lấy hàng hóa sản xuất từ các quốc gia khác mà không cần sản xuất hàng hóa để đáp lại. Đó là chuyến tàu miễn phí
mà Mỹ đã hưởng từ toàn cầu. Nhưng điều đó sẽ sớm chấm dứt. Và khi lợi thế này không còn, nó sẽ mang lại những ảnh hưởng sâu sắc cho nền kinh tế Mỹ và mức sống của người dân Mỹ. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những phân tích sắc bén và đầy cảnh báo của Peter Schiff về khủng hoảng tài chính mà nước Mỹ có thể phải đối mặt. Không chỉ là câu chuyện về lạm phát phi mã hay nợ nần chồng chất, mà sâu xa hơn, đây là lời cảnh báo về tương lai của đồng đô la và những hậu quả tiềm tàng khi Mỹ mất đi ưu thế là trung tâm kinh tế toàn cầu. Nếu đồng đô la sụp đổ, mọi mặt của đời sống người Mỹ sẽ thay đổi, từ giá cả hàng hóa đến việc làm và mức sống. Đây không còn là câu chuyện của riêng các ngân hàng hay các tập đoàn lớn, đây là câu chuyện ảnh hưởng đến từng người dân. Lời cảnh tỉnh của Peter cũng là lời nhắc nhở rằng không có gì là bất biến trong nền kinh tế toàn cầu. Những quyết định về tiền tệ và chính sách kinh tế cần được thực hiện một cách thận trọng và dài hạn, vì những sai lầm nhỏ hôm nay có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp vào ngày mai. Nếu bạn đã xem đến đây, hãy bình luận "Tôi đã xem đến hết" để chúng tôi biết bạn là một người không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn về chủ đề này. Đừng ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Những góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện và mang đến những nội dung ngày càng chất lượng hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!